Hello, xin chào các bạn. Hôm nay ngày cuối tuần nên mình nghĩ là chắc là không phân tích những cái ván của ngày hôm qua để nghỉ ngơi và chơi những cái ván cờ với mọi người. Thì ở đây mình có một ván đang đánh với bạn Sơn. Mình quyết định là sẽ làm cái clip này để cho mọi người, đặc biệt là hôm qua đó, các bạn thấy rằng là mình nói về vấn đề là mọi người rất thích cái dạng bất chấp tấn công, không không dám đổi về thế cờ, ví dụ như là đổi hậu đấy, nên mình sẽ cố gắng đưa ra một cái thế cờ gọi là cực kỳ nó kín về thế trận, cố gắng vậy để không có cái sự tấn công cánh vua nào ở đây cả. Và tất nhiên là mình muốn các bạn có thể thắng được nên sẽ đi những cái đôi lúc mình phải cố gắng đi những nước có điểm yếu để cho mấy bạn mới tận dụng. Thì thôi mình nói dông nói dài mất luôn mất 1 phút của mình rồi. Bạn này đi một biến khá lạ, bởi vì thường ở đây người ta sẽ đi tượng C4 đánh Ý hay là lên B5 chứ chưa bao giờ thấy ai đi B3. Có thể là ý đồ của bạn này muốn tấn công vào này. Thế đó mình đành phải đi lên mã. Trong khai cuộc thì cần phải phát triển quân nhập hành thôi mà. Lại một nước khá là lạ nữa, mọi người thấy không? Quan tượng kỹ hồi lên đây là sẽ bị con mã này nó hơi chắn lối một xíu đấy. Thì mình cần phải làm gì để cái cờ nó có thể sai lầm một xíu cho bạn kia có thể tận dụng được nhỉ? Thực ra thì chỗ này có thể nhảy mã lên D4. Nhảy mã lên D4 xem bạn này có thấy con tốt được không ta. Hy vọng là thấy. Thôi, mình nhảy thử lên đi. Mã lên D4. Các bạn ở đây hay có một cái lỗi là đánh rất nhanh, nên thường sẽ không bỏ thời gian ra xem là có chuyện gì xảy ra với nước đi đó. Thậm chí nhiều bạn có khi lại ăn luôn, thì khi con tốt này ăn đây sẽ dí luôn con mã này, vô tình lại giết lại con tốt luôn. Ở đây bạn Sơn bắt đầu có biểu hiện là đang suy nghĩ. Thực ra thì cũng có vẻ nghi ngại, bởi vì nếu ăn đây thì đúng là phải cẩn thận với nước hậu lên E7 tấn công, nhưng mà mình nghĩ là đánh được. Có thể bên trắng sẽ không dám liều mạng ăn ăn đây vì sợ rằng là vì chưa nhập hành, thành là cái nước đi của mình là cũng chưa chưa chuẩn lắm, đáng là mình nên đi một cái cách nào đó cho bạn ấy có thể ăn được chứ. Bây giờ mình đi lên đây thì bạn này lại sợ sẽ bị tấn công. Ok, mình phải đi nó nhìn nó có vẻ bình thường lại, bởi vì thực tế ăn ăn lên hậu thì có thể đi F4 với có đẩy D6 à, ok. Mình nghĩ là bạn không dám ăn. Chắc là sau đó mình sẽ phân tích lại, sau ván mình sẽ phân tích tiếp cái đoạn này thử xem thế nào. Chứ ngay trong ván thì đối với bên trắng chắc chắn là sẽ không dám ăn rồi. Ok, mình sẽ đánh thì thôi theo kiểu gọi là cùi bắp nhất có thể. Việc ăn quân ở đây hoàn toàn sai nhé, bởi vì con mã của chúng ta đang khá là mạnh. Thứ hai nữa, khi mình ăn thì giúp cho hậu đối phương lên. Chưa kể đồng chí Sơn này thì rất thích. Bây giờ mình mới nhớ ra rằng là tại sao bạn này lại đi con tượng nách, bởi vì thực ra bạn rất thích là nhập thành xa đấy để mà có một cuộc tấn công. Khổ vậy đấy, thì đã là thế. Ok thôi thì mình phải gồng gắng mà thủ thôi. Đây, mình không muốn leo con tượng lên trên cao, chắc là mình sẽ để nó ở đâu đó dưới thấp này, hoặc là rồi gọi là nước H3, là sợ đâu đó con tượng mình phi lên. Thôi mình cứ đi con tượng lên E7, đánh theo kiểu thủ hết sức có thể đấy. Thấy giờ mọi người thấy không? Đây là cái phong cách của bạn Sơn. Cũng không có gì sai với cái nước đi này. Thực sự thì với thế cờ này bên trắng được quyền tấn công, bởi vì bên trắng có một cái thế trận là sẽ nhập thành xa. Nhưng mà thôi mình cũng sẽ không nhưng nữa, tại vì có rất là nhiều thế cờ thì bạn cho dù thế nào chăng nữa bạn cũng sẽ tấn công.
thì mình sẽ phòng thủ thôi. Phòng thủ là một trong những cái kỹ năng mà của những người mạnh người ta làm rất tốt. Công không chỉ là một cái mà người ta giỏi, thủ cũng cần phải toàn diện nữa cơ. Người ta mới nói là công thủ toàn diện ở đây. Thì khi đối mặt, khi mình là bên đen thì tất nhiên mình sẽ phải đối mặt với những cuộc tấn công sớm từ bên trắng rồi. Bên trắng luôn luôn là người đi trước, là người xuất phát cuộc tấn công này. Vậy thì bạn này dí mình thì tại vì mình đã lên tượng đây rồi, nên con mã của mình hoàn toàn có thể chạy về. Bây giờ thì con tốt này đang tấn công. Ồ, dĩ nhiên là bạn ấy đi lên rồi đúng không? Bây giờ mình cần phải nhập thành. Mà cái cuộc tấn công sớm này á, nó có một cái điểm yếu nho nhỏ, đó là vì mình chưa nhập thành mà, nên mình không nhất thiết phải nhập thành. Nhưng mà nếu mình chạy đi thì nó còn gì vui nữa, thực sự là không còn gì vui. Mình sẽ nhập thành đi, mình sẽ nhập thành cho bạn này đánh. Thực ra ở đây mình cũng muốn có nghĩa là gì? Mình cũng hơi thất bại ở cái, thực ra cũng không phải, tại vì do mình lỡ tay ăn mã vào đây. Mình cứ nghĩ rằng là đó là một nước dở ở đấy, nhưng mà mình không nghĩ rằng nó sẽ chuyển sang cái thế cờ mà để cho bạn này tấn công sớm. Giờ mình mới nhớ ra là con bên này phát triển bên cánh vua trước là bởi vì chỉ muốn tấn công bên này thôi. Đó, họ 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 phát triển cánh hậu trước để tấn công cánh vua mình. Đây thì cái nguyên tắc để mà chống lại một cuộc tấn công vào cánh thì chắc chắn là phải đánh ở bên trung tâm rồi. Chúng ta sẽ ví dụ như đi nước này, nước C6 này thì nó có ý nghĩa là có thể hỗ trợ nước D5, tuy rằng bây giờ chưa 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 được ngay, tại vì đồng chí kia có đến 3 quân ạ. Ồ, được quân à, được quân trong trong lúc tấn công không nhất thiết phải là một nước hay lắm. À, có một chỗ này mình đang tính nói đến vấn đề là khi đổi quân á, thì chẳng hạn như thế này mình bị ép đổi rồi, nhưng mà cái quan trọng là mình đổi ở đâu. Ví dụ như mình nên đổi luôn hay là mình nên nhảy mã đây để cho người ta ăn vào tượng mình, là mình ăn mã lại. Tất nhiên cái con mã mà ăn, cái con mã mà nhảy lên đây nhìn có vẻ đẹp đấy, bởi vì nếu nó ăn thì mình ăn về mình sẽ có một cái ô rất là đẹp, con mã lúc đó nó sẽ phi được rất là nhiều ô trung tâm. Nhưng mà mình đang nghi ngại là nếu mình phi mã ăn đây, họ đi với cái F5 thì sao ta, nhìn có vẻ không được đẹp mắt ra lắm. Còn nếu thực sự mà họ ăn mình luôn mà con tốt ăn lên thì con tốt này nó hơi yếu một xíu. Tuy rằng mình có cột mở, thôi mình ăn đi, có thể là mình ăn thôi. Khi mà đối mặt với cuộc tấn công mình đổi bớt đi thì cũng chẳng có gì sai cả. Và bây giờ mình nhảy mã lên C5, từ từ quay quay trở lại với cái lúc nãy vậy, không có gì phải đáng lo ngại. Chắc chắn ở đây bên trắng nên nhập thành thôi. Mình sợ khi các bạn quá ham tấn công ngay từ đầu á, là mình sẽ bị quên mất những cái nguyên tắc cơ bản. Đánh kiểu tấn công thì đúng là cần cái chữ vội, đôi lúc là chỉ cần nhanh hơn người ta một xíu là mình đã chiến thắng, nhưng mà đôi lúc mình nhanh nhanh quá rồi cuối cùng cũng hư hết chuyện à. Mình nghĩ là chỗ này chỉ cần nhập thành xa thôi thì ok, bạn nói đi đúng rồi. Đáng ra thì khi nhập thành trái chiều ở đây, mình thấy rằng hai bên nhập thành trái chiều thì bên trắng ào vào mặt bên đen và bên đen sẽ ào vào mặt bên trắng đúng không? Nhưng mà mình sẽ cố gắng không tấn công bạn này, mình sẽ cố gắng đi đâu đó gạ đội, đánh cờ tàn. Đấy. Xem mọi người xem nha, chắc chắn là con hậu sẽ chạy chỗ khác. Bởi vì thứ nhất thì theo đúng nguyên tắc ở đây thì bên trắng muốn tấn công thì bên trắng phải né hậu rồi, đúng không? Không thể nào mà xây dựng một cái thế trận như thế này. Ồ, có vẻ như mình sai các bạn. Đang tấn công mà lại đâm thẳng hậu vào. Hình như mình đã hiểu sai về bạn này. Ok. Bạn này đã quyết định là chuyển sang đánh một thế trận nó tĩnh lặng hơn rất là nhiều. Thế thì bây giờ bắt đầu mình phải đặt ra câu hỏi. Mình cần làm gì thế còn này đây? Cũng khá căng thẳng đây. Bởi vì nếu mình ăn vào thì xe ăn lên, con tốt D6 của mình nó có vẻ gì đó là con tốt yếu. Theo định nghĩa thì con tốt D6 sẽ là con tốt yếu, nhưng mà vì con tượng nằm E7 nên ít ra nó vẫn
tạm thời không không có vấn đề gì mấy, nhưng mà thôi mình ra xe đi, mình nghĩ là mình phải ra xe, mình ra xe trên cột thôi, chứ mình không không muốn rằng là nếu mà ăn ăn vào thì con tốt D6 của mình sẽ bị gây áp lực. Ồ, bạn này đến tốt xuống luôn à. Lấn tốt xuống luôn. Tất nhiên là nếu mình bung lên C5 thì những cái ô trong này cũng vậy, khá đuối. Còn nếu mình không ăn, khi mà người ta ăn vào á thì mình ăn lại bằng C6 thì con tốt D6 của mình vẫn có cửa nó bay lên. Thực sự là vẫn có cửa bay lên. Vậy mình cần làm gì cho cái cờ này ta? Mình nghĩ là cần phải mở cột thôi. Cần mở cột. Bây giờ con xe mình không mở cột được thì con xe này phải được mở thôi. Ok, mở ra. Ra con xe của mình có cái đường đánh, chứ bây giờ ba thằng cu này nó khá là hơi bị ăn hại một xíu. Cái cờ này nói chung là mình cũng không hiểu tại sao bạn Sơn lại đổi hậu sớm như thế, hay là do biết rằng đánh với mình nên muốn đổi bớt đi cho nó dễ hòa. Các bạn đừng nhầm tưởng rằng khi đổi bớt cờ đi với là có thể làm cái cờ nó dễ, nó hòa một cách đơn giản hơn nha. Đúng là cái vấn đề mà cờ nó càng ngày càng đổi đi thì xu hướng hòa nó có thể xảy ra cao, nhưng nếu chúng ta không xử lý tốt trong cái giai đoạn cờ tàn thì đó luôn luôn là một cái vùng nước nguy hiểm mà những người mạnh người ta sẵn sàng bơi vào đấy cho mình, nhấn chìm mình trong nó luôn. Mình sẽ cảm thấy rất là hoang mang giữa một cái vùng nước rộng lớn như vậy và tàn nó nhìn. Nói chung là đối với nhiều bạn vừa buồn ngủ mà lại vừa có cái gì đó nó trống trải trên bàn cờ rất khó đánh. Bây giờ bạn Sơn đã bỏ ra một ít thời gian suy nghĩ xem là chắc là nghĩ nên mở cột hay không. Nói chung là nếu mình mở cột á, ok, xe đi ra rồi. Mở cột thì tất nhiên mình phải ăn rồi thì mình lên mà, đúng không? Thì mình sẽ thấy rằng là đây là con tốt chậm tiến này, bởi vì con tốt không lên được ô F4 được. Thì cái con tốt F này chính là cái mà chúng ta sẽ vây bắt nó, chúng ta sẽ phải vây bắt cái con tốt này. Nó chính là con tốt yếu trong cái cờ của bên trắng. Ok. Tiếp theo là mình sẽ chặn đầu nó lại đã. Đối với một con tốt đó thì đối với một con tốt yếu nha, thì việc mình cần làm không phải là giết chết nó ngay, mà cần làm không được để cho nó chạy lung tung, không được cho nó đi lên đội. Nếu nó có khả năng lên đội thì con tốt đó nó biến mất, đúng không? Tốt yếu mà đội đi mất rồi thì còn đi đâu đánh. Mình phải để yên đấy. Và tất nhiên là con xe này nãy mình ra đây để mình đón lõng cái cột này mở, đúng không? Nãy mình đoán là người ta sẽ ăn ăn thì mình sẽ có cột, nhưng mà bây giờ nói chung là bị nhầm rồi thì mình có cột mở mới, chắc là mình sẽ chuyển sang cái cột F thôi. Bây giờ đối với bên trắng mà nãy giờ mình đang đánh, mình bảo là mình phải đi những nước cờ mà nó làm sao để cho bên bên trắng tận dụng được, mà tự nhiên cái mình đánh ok, mình cần phải đánh lại một vài nước linh ta linh tinh mới được. Hey, ở đây cái lỗi mà bên ok, đây đây là một cái cơ hội để thì thường trong những cái cờ này chúng ta thấy rằng là bên trắng muốn mở cờ mà ha, bên trắng muốn mở cờ thì tất nhiên bên đen sẽ đóng cờ đấy. Chưa kể là con tốt này hoàn toàn có thể dẫn thẳng lên trên H5 vì nó tốt thông rồi. Cái nước G6 này nói chung là không không phải là một nước đúng cho lắm. Thế thì mình mà dẫn lên thì mình có một con tốt không khá là mạnh ở đây, và chưa kể con tốt này sau này có thể bị vây bắt đơn giản. Đấy, mình có thể nhảy xe lên đây đến F6 nhé, xong rồi cho con mã đi lùi về đây là bắt được con tốt rồi thôi. Nhưng mà mình sẽ đổi luôn để cho bạn này có cơ hội đánh tiếp. Có nghĩa là đây là một nước cờ có thể là sai lầm của những bạn mới tập chơi nên mình sẽ đi, đó là người ta dí tốt xuống thì gọi là mình ăn luôn thôi, kiểu vậy thôi. Chỗ này đáng ra sẽ phải nên lên xe, đúng không? Là sẽ tấn công con tốt kia để ép đối thủ phải đi về, rồi mình có thể ở đâu đó bay tượng là tấn công tiếp. Nhưng mà thôi mình không tấn công nữa, mình sẽ đuổi cái con xe này đi về đấy. Mình đuổi về một xíu, mình đuổi về thì nó làm cái lỗi đơn giản, nó là chặn cái cột cột ép của mình. Con vua nó không thuộc, nó không nên nằm ở đây.
Ok, nhưng mà mình sẽ vẫn đi để cho bạn Sơn có cái cơ hội phản công trong cờ tàn này. Chứ nếu mà cứ ok, bạn này đi ngang qua dí con tốt của mình thì thế là chúng ta phải thủ làm sao đây? Có hai hướng lên tượng hoặc xuống tượng. Tất nhiên là ăn vào đây là không hợp lý, là mình mà ăn vào đây là mình chết sớm luôn nha. Mình ăn vào đây thì hai con sen nó quậy một cái là xong luôn. Chắc là mình sẽ đi cái con tượng đi. Tượng thì tất nhiên là mình vẫn cảm giác là nó làm cho cái con xe nó không đi ra ngoài ngoài này được, nên thôi kệ đi tượng đi, để mình sẽ phụ một phát xem thế nào. Xem bạn Sơn sẽ tiếp tục cuộc tấn công, chắc là bên trắng nên đi lên đây bảo vệ tốt này trước đã chứ. Đánh cờ tàn là phải cẩn thận, sau đó muốn tấn công tiếp thì cũng phải vác vua ra bảo vệ rồi bắt đầu mới tấn công tiếp. Mọi người đừng vội vàng quá nha, trong cờ tàn thì sự từ tốn là cần thiết nhất. Hay vừa rồi mình đi một vài nước, chúng ta thấy rằng là đa phần các bạn nhỏ có thể sẽ đi như thế. Ví dụ như vua lên rồi tượng xuống, những nước nó không có bắt buộc lắm, thì cái gọi là lợi thế của mình có thể bị biến mất như thế nào. Thế bây giờ mình ở đây thì có một cái đòn nữa, cũng có thể xảy ra, đó là ăn vào đây nó bắt buộc đúng không? Thì nếu xe ăn đấy, mình ăn đây. À không, nếu ăn đây á, người ta có thể ăn chiếu mình trước, mình ăn lên và người ta ăn mất rồi. Nói chung là như vậy thì hai con tốt yếu này nó sẽ bị đổi cơ hội thắng của cả hai bên, nó không không có mấy đúng không? Chúng ta đánh như vậy thì rất dễ hòa. Thực ra thì mình cũng đang muốn đánh thua chứ không phải muốn đánh hòa hay thắng. Mình nghĩ là mình nên ok, vậy thì mình ăn vào đây thì mình nghĩ bạn Sơn đủ khả năng để ăn xe vào đây, không có gì gọi là. Có một nước nữa các bạn nhỏ cũng hay đi nhưng mà nước này thì lộ liễu quá, nếu mà ăn vào đây thì khá yếu. Thôi mình sẽ vác mã ra ngoài đi, vác mã ra ngoài. Mình cần phải đánh nhanh hơn chứ không là mình sẽ hết giờ. Cái này mình cần phải đánh nhanh hơn. Nói chung là vừa đánh vừa nói thì mình không phải là cao thủ giống như những đại kiện tướng để có thể vừa đánh cờ chớp vừa nói được. Thực sự là mình cũng có thử đấy, nhưng mà nếu mà có nói thì cũng không không được chi tiết lắm. Ok, về đội rồi, chỗ này chúng ta sẽ quậy thêm một xíu bằng cách là không đội nhé, không đội. Chúng ta không đội. Nếu chúng ta bên đen nha thì chúng ta cần phải làm gì? Thực sự là những cái lúc nãy giờ thì chúng ta cần phải tìm cách cho cái con xe này đi ra ngoài. Con xe này cần phải đi ra ngoài được, nhưng bây giờ là rất khó đi ra ngoài rồi, thực sự là rất khó. Bây giờ phải đánh hòa thôi. G5 thì nói chung là mình đang tính G5 là nếu ăn thì ăn ngược lại. Thế nhưng mà bạn này dí mình rồi, không thí được, bạn này không thí được. Nói chung là bây giờ thì chưa ăn đây được nhé. Tượng sẽ lên đây. Mình đang suy nghĩ làm sao để cho con xe ra ngoài. Xe cần phải ra ngoài. Nên đó là lý do tại sao mình bung đại con tốt lên để đổi xong rồi cho con tượng ra ngoài, cho xe ra ngoài thôi. Chứ bây giờ xe nằm đây vô dụng quá. Không tác dụng gì hết. Ôi trời ơi. Cái này thì đánh đấm gì nữa trời. Mà thấy không? Mình không có cách làm cái gì hết á. Đấy. Mình không tấn công gì cả, nó chỉ là đơn giản thôi. Đó, tượng H6 là xong rồi, mọi người thấy chưa? H6 là xong rồi. Ok, thì ván cờ chắc là cũng nên kết thúc thôi. Thì các bạn có thể thấy rằng là đôi lúc đánh cờ không nhất thiết phải tấn công ghê gớm quá cũng có thể thắng được. Chúng ta chỉ là xây dựng phòng tuyến của chúng ta nó vững chắc lại, chúng ta đè ép vào những cái điểm yếu như tốt của người ta đấy. Vậy thôi, không có quá gì phức tạp, tại vì thực ra thì mình đang hướng dẫn cho các bạn ở một cái mức độ thấp, chứ mình không phải là mình hướng dẫn cho các bạn ở cái trình độ mà gọi là siêu cao gì đó. Nên cái cờ này nói chung là kết thúc và mình cũng chẳng đánh nữa, bởi vì
Mình thấy đề nghị bạn nên hòa thôi, hòa hoặc tự mình chịu thua thôi. Để mình phân tích lại cái đoạn kia một xíu cho mọi người. Ok, để mình xin hòa bạn này phát. Hòa thôi chứ đánh đấm gì nữa. Chỗ này đổi xong rồi vác xe là đổi luôn, đánh cũng dễ. Còn tốt thì yếu mọi thứ. Đúng. Thế bạn này thôi mình sẽ ấn nút chịu thua để mình quay lại cái nước ui bé bơ lại vào phá rồi. Thì chắc mình đừng vắn cờ tạm thời ở đây một xíu. Bé bơ vào phá rồi. Hẹn gặp mọi người ở sau nhé. Bye bye.